bài học đầu tiên của gấu con ngày chủ nhật gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn gấu mẹ dặn con chơi ngoan nhé nếu làm sai điều gì con phải xin lỗi được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn gấu con tung tăng chạy nhảy và mải lắng nghe chim sơn ca hót nên va phải bạn sóc khiến giỏ nấm văng tung tóe ra đất gấu con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói cảm ơn bạn sóc nói xong gấu con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp sóc sóc ngạc nhiên nói sao gấu con lại cảm ơn phải nói xin lỗi chứ mải nhìn khỉ mẹ ngồi trải lông cho khỉ con nên gấu con bị trượt chân rơi xuống hố sâu gấu con sợ quá kêu thất thanh cứu tôi với ai cứu tôi bác voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống hố và nhấc bổng gấu con lên mặt đất gấu con luồn miệng cháu xin lỗi bác voi cháu xin lỗi bác voi bác voi cũng rất ngạc nhiên liền nói sao gấu con lại xin lỗi phải nói cảm ơn chứ về nhà gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe gấu mẹ ôn tồn giảng giải con nói như vậy là sai rồi khi làm đổ nấm của bạn sóc con phải xin lỗi còn khi bác voi cứu con ra khỏi hố sâu con phải cảm ơn con nhớ rồi ạ à gấu con vui vẻ nói